Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đi tị nạn nước ngoài vẫn còn bị truy nã Theo VOA ngày 31 tháng 8 đưa tin, ông Lê Văn Sơn qua Mỹ tị nạn chính trị từ 6 năm trước và hiện đang là thường trú nhân ở tiểu bang Oregon Nhưng gần đây, anh phát hiện kênh Youtube của đài An ninh TV đọc lại lệnh truy nã anh với cáo buộc không chấp hành án Hình ảnh VOA đưa tin Ông Sơn nói rằng ông không quá lo lắng về việc này vì ông là một thường trú nhân hợp pháp và được chính phủ Mỹ bảo trợ. Đài truyền hình An ninh TV của Bộ Công an Việt Nam hôm 18 tháng 8 loan tin rằng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với ông Lê Văn Sơn, can tội không chấp hành án. Quyết định này không phải là diễn biến mới đối với ông Lê Văn Sơn, vì hồi tháng 3 năm 2018, Công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã toàn quốc đối với ông Lê Văn Sơn vì không chấp hành án từ bang Oregon Mỹ, ông Lê Văn Sơn, cựu tù nhân lương tâm, từng bị giam cầm cùng với nhóm 14 thanh niên công giáo năm 2011 chia sẻ với VOA rằng: "Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng thấy hết sức bình thường, bất ngờ là vì họ biết rõ ràng tôi đang ở Mỹ, một cư dân hợp pháp ở Hoa Kỳ. Họ biết điều đó mà vẫn ra lệnh truy nã như vậy. Nó giống như là khủng bố xuyên biên giới." Vào tháng 3 năm 2018, công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã ông Ông Sơn cho biết ông đã tìm cách thoát khỏi Việt Nam đến Thái Lan và sau đó đến Hoa Kỳ an toàn vào ngày 7 tháng 6 năm 2018 nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và người thân. Theo trang web của công an Thanh Hóa, Lê Văn Sơn đã vắng mặt tại địa phương từ tháng 10 năm 2015 vì không chấp hành án quản chế nên bị khởi tố và truy nã. Lê Văn Sơn là một blogger và là nhà hoạt động tranh đấu cho dân chủ, tự do tôn giáo. Ông lần đầu bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm 2011. Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 8 tháng 1 năm 2013, chính quyền Việt Nam đã xét xử 14 thanh niên công giáo và tinh lành về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền và kết án Lê Văn Sơn 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Sau đó, tại một phiên tòa phúc thẩm, bản án của Lê Văn Sơn được giảm xuống còn 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương. Sau khi ra tù năm 2015, ông Sơn di chuyển vào Sài Gòn và tiếp tục con đường tranh đấu. Ông từng tọa kháng tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, ngay trước mặt tượng Hồ Chí Minh để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chấm dứt hành động đàn áp quyền con người và yêu cầu đa nguyên, đa đảng. Hình ảnh ông Lê Văn Sơn tại Mỹ. Ông Sơn nói rằng ông không chấp hành án quản chế vì ông cho rằng ông không có tội. Ông Sơn cũng cho biết rằng sau vụ án 14 thanh niên công giáo và Tình lành, hầu hết các thành viên đều quyết định không chấp hành án quản chế và họ quyết định không nhận tội, không chấp hành bản án năm 2013 mà họ cho là bị chính quyền áp đặt. Ông Sơn nói rằng tôi không phải là một tội phạm hình sự đối với pháp luật Hoa Kỳ. Tôi là một tù nhân chính trị được bảo trợ, bảo lãnh và được sự giúp đỡ ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ từ khi tôi còn ở Việt Nam cho đến ngày hôm nay. Ông Sơn thắc mắc về lý do chính quyền Việt Nam phát lệnh truy nã ông vào thời điểm này, sau khi xảy ra một số vụ việc mà ông cho rằng là do mật vụ Việt Nam bắt cóc người từ nước ngoài về. Ông viết trên Facebook hôm 21 tháng 8: "Liệu cộng sản Việt Nam có mưu đồ gì đối với tôi trong thời gian tới?" Họ có thể qua Mỹ để bắt cóc tôi giống như những trường hợp Trịnh Xuân Thanh tại Đức hay Thái Văn Đường, trường duy nhất tại Thái Lan. Ông Sơn là một trong số các nhà hoạt động nhân quyền, tôn giáo sống lưu vong ở nước ngoài, nhưng bị chính quyền Việt Nam truy tố, truy nã. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phần bàn châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, đã gọi hành động truy nã Lê Văn Sơn và mục sư Aga là hành động đàn áp xuyên quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Đi tị nạn nước ngoài vẫn còn bị truy nã, trả thù kiểu mafia, một tương lai tồi tệ đang tiến gần với nước Nga. Ngày 24 tháng 8, báo Tiếng Dân có bài Putin trả thù theo kiểu mafia được dịch giả Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ từ một bài báo của tác giả Reinhard Weser đăng trên một trang báo quốc tế. Tác giả bài báo cho rằng một quốc gia có các cơ quan hoạt động đúng nghĩa của nó, những người lãnh đạo một cuộc bạo loạn quân sự sẽ bị đưa ra xét xử. Do đó, cái chết bạo lực của những người điều hành Wagner là một bước tiếp theo trong sự xói mòn quyền lực ở đất nước Nga. Hình ảnh bài dịch trên trang tiếng dân. Theo tác giả, cái chết bất ngờ của người lãnh đạo dân quân và tội phạm chiến tranh Javony Rigozin không gây ngạc nhiên. Có vẻ như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả thù. Người ta không mong đợi ông ta sẽ tha thứ cho một cuộc bạo loạn vũ trang của nhóm Wagner của Prigozhin. Putin đã nói về sự phản bội vào ngày 24 tháng 6 và trong một dịp khác, chính ông ta đã ám chỉ công khai rằng những kẻ phản bội xứng đáng chết. Tác giả bình luận, càng đáng kinh ngạc hơn khi Prigozhin có thể tự do di chuyển trong 2 tháng kể từ khi cuộc nổi dậy vũ trang của nhóm Wagner của ông ấy và còn công bố các kế hoạch trong tương lai. Rõ ràng những người cai trị nước Nga nhận thấy mình không thể loại trừ Prigozhin và những người theo ông ta ngay lập tức. Quan trọng là quá trình của cuộc bạo loạn trong đó không có ai đối đầu nghiêm túc với quân đội Wagner mặc dù họ đã đến gần Moscow. Vụ rơi máy bay này là một dấu hiệu cho thấy quyền lực cai trị của Putin đã bị rung chuyển như thế nào. Tác giả đặt vấn đề giờ đây cấu trúc quyền lực sẽ phát triển như thế nào. Tác giả phân tích ảnh hưởng của cái chết của Prigozhin đối với cấu trúc quyền lực ở Nga không thể được nhìn thấy từ bên ngoài tại thời điểm này. Thậm chí không thể nói chắc chắn liệu đối thủ chính của Prigozhin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu và tham mưu trưởng Valery Gerasimov đang ở một vị trí mạnh hơn. Sau cuộc nổi dậy của Prigozhin rõ ràng cũng có rất nhiều sự phản đối trong quân đội đối với họ và Putin rõ ràng không đứng về phía họ trong cuộc đấu tranh quyền lực công khai giữa họ và Prigozhin. Ông ấy chỉ chuyển sang một vị trí chống lại Prigozhin khi quyền lực của ông ta bị thách thức. Hình ảnh nhà độc tài Putin kẻ đang hành xử như mafia. Tác giả nhận xét nhiều điều có thể nghĩ ra được. Số phận của Prigozhin có thể đóng vai trò là một sự răng đe đối với những người thuộc giới thượng lưu của Nga nếu họ không hài lòng và do đó góp phần ít nhất tạm thời củng cố quyền lực của putin nhưng nó cũng có thể làm cho một số người hành động bởi họ đã nghĩ rằng họ nằm trong danh sách bị loại trừ và vì vậy họ không có vấn đề và vì vậy họ không có gì để mất cả một số ấn tượng lớn trong các cuộc thanh toán này nó là cách hành xử của những người đàn ông wagner có kinh nghiệm chiến đấu những người đã biểu lộ sự trung thành của họ đối với prigozhin sau cuộc bạo loạn chế độ nga phải vô hiệu hóa họ bằng cách nào đó tác giả đánh giá chỉ có một điều chắc chắn rằng có thể nói ra được cái chết của prigozhin là một bước tiếp theo trong sự xói mòn quyền lực ở nhà nước nga vốn là đặc điểm của sự cai trị putin từ nhiều năm nay ở một số quốc gia có cơ quan hoạt động đúng nghĩa của nó bất kể cai trị theo kiểu chuyên chế hay dân chủ những người lãnh đạo của một cuộc bạo loạn vũ trang không thành công sẽ bị đưa ra tòa án trong đế chế của putin nó được thanh toán theo phong cách của các băng đảng mafia điều này có thể đưa tới một tiên đoán xấu trong tương lai gần của nước nga do đó cái chết của prigozhin là một lời nhắc nhở khác với eu và nato nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách bảo vệ an ninh của các quốc gia thành viên của họ nếu có một sự hỗn loạn nổ ra ở nga được biết, ông Brigozin đã chết trong một tai nạn máy bay vào ngày 23 tháng 8 trên một chiếc máy bay tư nhân của ông. Chiếc máy bay này được cho là đã bị tên lửa bắn hạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Trả thù kiểu mafia, một tương lai tồi tệ đang đến gần với nước Nga. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đề.